Thưa quý vị và bà con, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cấm biển không cho tàu cá ra khơi đánh bắt, đồng thời tiếp tục kêu gọi các tàu cá của ngư dân trên biển đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9 tìm nơi trú ẩn. Những chiếc tàu đánh cá khơi xa đang tiếp tục chạy vào bờ tránh trú bão. Lực lượng bộ đội biên phòng đã điều tàu tuần tra, dùng các phương tiện liên lạc kêu gọi tất cả tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển Quảng Ngãi khẩn trương vào bờ tránh bão. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tất cả các phương tiện đều nắm được thông tin về cơn bão và dự kiến đến 8 giờ sáng nay sẽ vào bờ tránh trú bão. Hiện đã có trên 1.200 tàu thuyền của ngư dân đã vào neo trú tại các cảng cá ở Quảng Ngãi. Các ngư dân cũng đã được hướng dẫn sắp xếp nơi neo đậu, ràng buộc chắc chắn để tránh các phương tiện va đập khi bão đổ bộ vào.